quá ngại, để lòng theo chút nắng bên ngoài. Ngày trong nếp ngày vội vàng thêm những lúc yêu người, cuồng phong cánh mỏi bên ngoài. Mùa xuân quá vội, mười năm tắm rồi, giật mình ngồi trước lá thu phai. Ngóng nghe giữa trời giòn vang tiếng cười, điệu kèn ai búa trong tôi, mùi hương phấn người một hôm nhớ lại, hẹn ngày sau sẽ mua vui. Về thu xếp lại, về thu xếp lại ngày trong nếp ngày vàng thêm những lúc yêu người, cuồng phong cánh mỏi, cuồng phong cánh mỏi về bên núi đời ngập mùi ơi đã cũng thương thay, cuồng phong cánh mỏi về quay cái này là phải có tô phở đó nghe không? Mà nhớ làm sao gửi hình cho tôi nha. Đúng. Quý vị sẽ thấy đây là cái chỗ mà nó
cũng như là nó cho công chúng vào để mà nghỉ ngơi, picnic, ca hát, nhất là mình vào cái dịp cuối tuần. Vào dịp cuối tuần ở vùng này rất là vui, quý vị sẽ thấy rất là đông chứ không phải bắn như vậy đâu. Rồi nếu mà mình đi xa thêm chút xíu nữa thì sẽ gặp cái China Garden, đi xa hơn nữa thì là China Town. Một lát nữa mình sẽ hẹn nhau, hẹn để mà gặp cái ông tài xế đó. Có mặt đẹp trai của ông rồi. Mà 3 giờ rưỡi chụp cái hình cái đó là mà hình mà trong thế kỷ đó nghe không? Vậy nhớ à? Là giống như là movie star đó. Đi dọc đường có thể có một cái chiếc xe dài, giống như là cái xe nó cho mình ngồi chơi, ngồi nó cho mình đỡ phải đi bộ đó. Theo Linh nhớ là nó trả 2 đồng rưỡi. Tại lần trước cái tour trước là nó trả 2 đồng rưỡi. Thì nếu mà mình muốn mình cũng thể leo lên cái xe đó nếu mình thấy ngồi chân. Leo lên xe đó nó chạy cho một vòng ta liên thao mình. Nếu mà mình gặp cái xe đó chân nó chạy chừng 10 phút à. Chân chừng 10 phút là nó chạy bên đầu. Để cho mình đỡ phải đi bộ thôi. Nhưng mà ông chạy thì cũng rất là thú vị lắm. 2 đồng rưỡi. Từ từ người ta tới bây giờ.
coi đi. Không, tôi không coi. Người đang ở trên cái Sydney Tower để nhìn xung quanh thành phố Sydney.